Dạ, tên Hoa Hoa. Năm mới tháng tháng xuân, chị Hoa chị Ba cũng đi hội cầu may. Và hôm nay là nhất tiền nhất lễ của hội đi năm nào cũng 12 và 13. Thì là đến ngày tổ chức hội đi. Thì hai chị Ba chúng em đầu xuân năm mới được gặp anh Hai Ba. Chị Hai Ba xin mời các anh Hai Ba sơi nước, sơi chầu và ta đi một vài đôi lỗ để chị Hai Chị Ba được học mời đấy ạ. Chị Hai Chị Ba chúng em thì các anh Hai Ba thì lắm vốn thì đi chợ xa, còn chị Hai Chị Ba chúng em thì ít vốn thì chỉ đi 7-3 chợ gần thôi ạ. Chúng em xin mời anh Hai Ba ta lên câu trước để chị Hai Chị Ba chúng em học đòi đấy ạ. Vâng, thì các chị Hai đã dường dịp thì anh Hai, anh Ba tôi xin được cất câu theo điệu đúng lề lối là câu la rằng đấy ạ.